không chỉ vấn đề đào tạo, mối quan hệ giữa báo chí, đặc biệt là báo chí kinh tế và doanh nghiệp, giữa nhà báo và doanh nhân cũng được đặt ra không chỉ ở riêng một tòa soạn, một cơ quan truyền thông hay một đất nước nào. Một bên là người làm kinh doanh, là thành phần quan trọng tạo ra của cải cho xã hội. Một bên là những người làm nghề đưa thông tin đến mọi thành phần trong xã hội, qua đó góp phần dân chủ hóa và tạo nên sự minh bạch trong xã hội. Thì thật sự đạo đức của nhà báo thì không thể là một sớm một chiều để rèn luyện được, mà trước hết là phải có bản thân tờ báo nó có một cái văn hóa riêng, nó phải được khẳng định từ đầu. Có nghĩa là anh vô tờ báo này là cái cơ hội để trở thành cái nhà báo mà không tử tế thì là sẽ không có. Đầu tiên là anh tạo cho một cái văn hóa trước. Cái thứ hai là khi người đó vào thì mình cũng phải cho người đó hiểu là ở đây không có chấp nhận cái chuyện đó. Bên cạnh đó thì mình phải tạo những cái điều kiện tối thiểu, ví dụ như là lương của họ, cuộc sống họ phải tương đối. Đối tác tốt đẹp giữa hai bên là câu chuyện lâu dài và cần sự nhìn nhận đúng đắn của cả hai phía. Báo chí viết về doanh nghiệp, doanh nhân như một nguồn tin và một đối tượng phản ánh, nhưng không được đánh bóng và tô hồng, bởi đích đến cuối cùng vẫn là người đọc và chất lượng thông tin. Mặt khác, báo chí cũng cần đặt mình vào vị thế của doanh nghiệp để thấu hiểu những khó khăn, trở ngại mà họ phải vượt qua để có thành quả và đưa tin một cách độc lập, chính xác và khách quan nhất. Một trong những cái thách thức của nghề làm báo đó là sự nhanh nhạy. Thì là nếu mà nhanh nhạy thì chúng ta cũng có đối mặt với cái nguy cơ là cũng có thể có sai. Anh có sợ bị sai không ạ? Anh có sợ sai không ạ? Có lẽ là nói là không thì không phải. Nhưng mà nếu mà sợ thì sẽ không bao giờ có thể là tờ báo của anh nó sẽ đánh mất cái bản sắc cần thiết và cái mà ấy cả. Đôi khi chúng tôi cũng vẫn cứ phải chấp nhận một tỷ lệ nào đó. Có nghĩa là trong những trường hợp mà tôi cân đối khi thấy cái lợi ích của tòa soạn và lợi ích của bạn đọc mà thấy là con số đó mà có thể thì tôi vẫn quyết định, có thể mặc dù điều đó có thể mang lại rủi ro cho chính bản thân mình. You spoke of, successfully the conference about economic media in Vietnam. What next? Good question. We will stick to the media and we have in the past tackled the issues of not only economic reporting but also environmental issues with the media and legal issues. And to gain specific knowledge on these specific issues I've just raised, and especially on the economics. And we would also like to see more regional exchange. We have started that with journalist associations in the region. We would also like to increase scholarships and internships. Tôi có một câu hỏi cuối với lại anh Long á. Cái nền kinh tế mà nền báo chí về kinh tế của chúng ta đó là như vậy á, là nó đã đủ chưa? Nghĩa là về mặt số lượng các tờ báo á, đã đủ chưa? Hay chúng ta cần thêm một số cái phương tiện có tính cách chuyên ngành khác nữa? Tôi cho rằng về số lượng thì chúng ta đã có quá cái lạm phát về báo chí kinh tế về mặt số lượng anh ạ. Cái vấn đề cần bàn là cái chất lượng, cái số lượng nó quá nhiều, thông tin chồng chéo. Và cái người ta cần thì công chúng và đọc cần thì nó chưa có. Đấy là một cái căn bệnh chung của báo chí chúng ta chứ không chỉ riêng báo chí kinh tế. Theo sự quan sát của một nhà báo như anh nói chung á, thì anh thấy công chúng của chúng ta có đòi hỏi nhiều hơn những cái thông tin kinh tế có tính cách nghiêm túc và có mang được cái sự mà gọi là tăng cho họ cái kiến thức hoặc tăng cho họ cái sức mạnh. Ví dụ quyền làm ăn chẳng hạn. Chắc chắn là có chứ anh. Và từ cái thước đo công chúng đó chúng ta mới nhìn nhận này thông báo chúng ta thấy chúng ta khuyết, chúng ta thiếu cái gì. Và chúng ta đang khuyết thiếu rất nhiều thứ. Nếu như nhìn góc độ nghề nghiệp. Thế còn nếu góc độ chính trị thì chúng ta có thể nói là đội ngũ báo chí kinh tế Việt Nam đã trưởng thành, đã lớn mạnh, đã hình thành hệ thống này kia. Nhưng mà nếu nhìn vào thực chất từ góc độ nghề nghiệp, theo những yêu cầu của công chúng, của giới kinh tế, của giới đầu tư, thì chúng ta còn, giới báo chí chúng ta, kinh tế chúng ta còn cách xa. Đơn cử rằng bây giờ tôi có thể đếm trên đầu ngón tay, không đủ một bàn tay để nói rằng các nhà báo kinh tế nào có tên tuổi để đáng để chúng ta cúi đầu. Trong khi các lĩnh vực khác thì họ có nhiều. Trong nhưng mà thay thế những nhà báo á, thì kinh tế đó thì những cái kinh tế gia, những nhà kinh tế của Việt Nam cũng có thể là những nhà báo và họ thường xuyên xuất hiện để đưa trao đổi các ý kiến và đưa các thông tin một cách đáng tin cậy đến công chúng. Thì anh đánh giá vai trò của những kinh tế gia, những nhà kinh tế đã thường xuyên xuất hiện ở trên mặt báo của chúng ta như thế nào ạ?
Đương nhiên thì đặc thù của trong lĩnh vực báo chí kinh tế thì các chuyên gia kinh tế đồng thời cũng là những người cung cấp thông tin và cũng là những cái người mà đôi khi họ cũng đóng vai trò là những nhà báo, những nhà cộng tác viên chúng ta vẫn thường nói. Tuy nhiên thì chúng ta đang nói về góc độ làm báo chí chuyên nghiệp, vừa làm với như tư cách là nhà tổ chức, vừa với tư cách là những người tác nghiệp, thì phóng viên kinh tế đòi hỏi là anh làm chuyên nghiệp, anh phải lớn lên chứ không phải là để trông chờ vào cái đội ngũ các nhà báo, các nhà kinh tế người ta sẽ là đứng trên diễn đàn chính để người ta phát ngôn, để người ta đưa thông tin, để rồi người ta đưa ra những bài bình luận hay là người ta có những cái của người ta vân vân. Thế thì vấn đề là đặt ra là đối với ý kiến của cá nhân tôi ấy, là chúng ta phải xây dựng được một cái đội ngũ nhà báo kinh tế chuyên nghiệp, và trong đó không thể thiếu là một cái đội ngũ đứng bên cạnh và luôn luôn không thể thiếu, đấy là chúng ta gọi là cộng tác viên. Và với các nhà kinh tế hay các chuyên gia, họ vẫn chỉ là cộng tác viên mà thôi, họ sẽ không thể thay thế được những người làm báo chuyên nghiệp. Vâng, nhưng mà tôi cũng nghĩ là đó, những cái đóng góp của những kinh tế gia đó, những nhà bình luận kinh tế không phải là nhà báo cũng rất là có ý nghĩa. Thậm chí tôi còn đánh giá cao hơn anh là vô cùng ý nghĩa nhỉ? Bởi vì nó cũng thể hiện một điều rằng gì, hiện nay chúng ta những thông tin đáng tin cậy, những vấn đề, những bài phân tích sâu sắc nhất, những bài hay nhất, báo kinh tế hay nhất thì đôi khi lại nằm ở các chuyên gia kinh tế. Đấy là cái điều đáng buồn của các nhà báo, những người làm báo chuyên nghiệp kinh tế. Đáng lẽ nó phải do các nhà báo kinh tế thiết kế lên, dựng lên, thì hiện nay nó vẫn còn đang trông chờ. Và đấy là một cái phần không thể thiếu. Và hiện nay các nhà báo kinh tế vẫn còn phải đang đi học các chuyên gia kinh tế trên cả hai khía cạnh. Mr. Bauer, regarding the international economics, does Cat have to invite some well-known international economists to Vietnam to have a lecture or speech to the journalist community? We have done that in the past already, and we continue to do so, certainly, and especially if on demand, if we are approached by newspapers or any other partner of ours, and we have a vast network of ourselves. We, in fact, we have a regional program that is situated in Japan on economics, and we are enjoying a big network of international well-known economics, therefore. Yes. So they, if they come here, that I think that there's a lecture or a speech very, very useful to the journalists and the public Vietnam. Yes, yes. We like the idea that colleagues look eye to eye into each other, and that also the international experts go home and know and learn how Vietnam is working and thinking. So it's a vice versa way. Huh? Yeah, we exchange. Yeah. Yes, and we share all the global values. Yeah. Yeah. Thank you very much for joining us. Yeah. Absolutely. Yeah. Thank you. Come on. Thank you. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình 45 phút với đề tài báo chí kinh tế tại Việt Nam, và hai vị khách mời của chúng tôi là bà Rabia Bauer của tổ chức CAST tại Hà Nội và anh Đặng Đức Long, phó tổng biên tập của Thời báo Tài chính Việt Nam. Và trong câu chuyện của chúng tôi rõ ràng là hai vị khách mời của chúng tôi đã đánh giá cao vai trò của báo chí kinh tế cũng như là những nhà báo kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên là chúng ta cần phải có một sự cập nhật cao hơn đối với các cái nguồn tin và sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan của chính phủ để có những cái thông tin chính xác về kinh tế đối với công chúng. Kính thưa quý vị, vấn đề của chúng tôi tạm dừng ở đó, và hy vọng rằng với cái đà phát triển của chúng ta, với sự quan tâm của toàn xã hội cũng như nhà quản lý báo chí, thì ở Việt Nam chúng ta tới đây sẽ xuất hiện nhiều nhà báo kinh tế giỏi với những cái thông tin sắc bén để hướng dẫn dư luận. Vâng, và chúng tôi xin tạm kết thúc cái buổi tọa đàm của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác.